Hi, xin chào các bạn, mình là Hi. Bây giờ thì cũng đã vào tháng 4 rồi, thì mình nghĩ ở Việt Nam cũng bắt đầu nóng nóng vào hè rồi đó. Thì mùa hè năm nay mình thấy có một cái áo cũng đang khá là hot hit trên khắp bạch trận Instagram cũng như Pinterest của mình, đó là áo Hunter. Và mình thấy các chị mặc áo này, trời ơi, nhìn kiểu wow, mình nhìn là mình mình cũng muốn được như thế và mình cũng muốn cái áo đó. Nhưng mà thật lòng á thì mình nghĩ cái áo này nó cũng chỉ là trend thôi, nó đẹp thì đẹp đó, nhưng mà mình không nghĩ là sang năm mọi người vẫn còn mặc ở đâu, cho nên bỏ tiền ra mua nó rồi vứt nó trong tủ đồ thì mình nghĩ là nó không tốt cho môi trường cũng như là không tốt cho túi tiền của mình. Chính vì thế là mình đã quyết định là mình sẽ DIY nó từ một cái áo cũ của mình. Yeah, cho nên là mình có video này đây. Ok, cùng bắt đầu video nha. Đây là before của cái áo mình chuẩn bị làm đây. Thì mình chọn cái áo này tại vì mình thấy cái print của nó rất là hoa lá, rất là mùa hè. Cho nên bạn nào muốn làm áo hunter luôn thì mình nghĩ các bạn nên chọn những cái áo sơ mi Hawaii một tí, để nó có cái vibe mùa hè hơn, mát mẻ hơn, vui tươi hơn. Đầu tiên thì mình sẽ phải mặc thử áo và áng chừng xem mình muốn độ dài đến đâu. Mình nghĩ tốt nhất là nên nằm ở dưới ngực một chút xíu, và mình cũng chừa thêm khoảng 2cm nữa để có cái chỗ mà mình hay vào ấy. Rồi sau đó mình sẽ đánh dấu bằng kim băng của mình thôi. Và vì cái áo này nó có cái túi nữa, cho nên trước khi mà mình cắt áo theo cái điểm mà mình đã đánh dấu ấy, thì mình sẽ cần phải gỡ cái túi này ra. Sau khi mà mình đã gỡ túi ra rồi thì mình bắt đầu dùng thước và kẻ một đường thẳng theo điểm mà mình đã đánh dấu từ đầu. Rồi sau đó thì mình chỉ việc dùng kéo cắt theo đường mình đã kẻ thôi. Tiếp theo thì mình sẽ lại dùng bút để mình vẽ cái phần ngực áo lên vải. Cái phần ngực áo này thì mình sẽ vẽ thành một cái hình giống như là hình thang ấy, rồi mình cắt nó thôi. Sau khi nhận thấy đường kẻ của mình không có được thẳng cho lắm thì mình cuối cùng cũng phải dùng thước để kẻ lại cho nó thẳng. Sau khi kẻ xong hết rồi thì mình lại dùng kéo để mình cắt cái miếng vải này ra thôi. Thay vì lại dùng thước và bút kẻ một cái hình thang thì lúc này mình chỉ việc ịt trái cái mặt vải lúc nãy mình đã vừa mới cắt xong ấy, và để cho cái mảnh vải nó không có bị lạch lạc đi trong lúc cắt ấy, thì mình sẽ dùng kim để cố định nó lại nữa, rồi mình cắt nó theo là xong. Lúc này là mình đã có hai mảnh vải để làm ngực áo rồi, nhưng mà mình muốn làm cái ngực áo này là hai lớp, cho nên mình lại tiếp tục ịt trái hai cái mảnh vải vừa cắt xong ấy lên mảnh vải còn lại, rồi mình dùng kim cố định nó, rồi mình dùng kéo cắt nó thôi. Bây giờ mình sẽ làm phần quai áo để cột qua cổ. Quai áo thì mình cũng sẽ cắt thành hình thang với đáy lớn bằng với đáy nhỏ của hình thang ngực áo. Trong clip mình đo được là 6cm, chiều dài sẽ cắt 20cm và đáy nhỏ là 4cm. Mình cũng sẽ cắt thành 4 mảnh tương tự như cách mà mình đã làm với phần ngực áo. Sau khi đã cắt xong phần quai áo, lúc này mình sẽ dùng kim cố định quai áo và ngực áo lại và may nó lại với nhau. Sau đó làm tương tự cho 3 cặp còn lại. Sau khi đã may xong phần quai áo và ngực áo lại với nhau, lúc này thì mình sẽ úp mặt vải của từng cặp lại, rồi dùng kim cố định tụi nó, may lại và chỉ chừa phần đáy lớn của ngực áo ra, để một lát sau mình có thể lộn vải nó ra. Sau khi đã lộn phải phần ngực áo xong thì mình sẽ xếp máy may ở đường chỉ dài nhất và may phần đáy lớn của ngực áo lại. Sau khi may xong thì mình sẽ rút chỉ đường may để cái phần ngực áo nó sẽ chun chun lại. Tiếp theo mình sẽ làm phần đai áo từ phần vải thừa mà mình đã cắt ra từ lúc đầu. Đầu tiên mình sẽ đo xem phần đai áo vừa với người mình là bao nhiêu. Mình đo thì nó khoảng 63cm và mình muốn làm phần đai cũng cột lại như cổ áo, nên mình sẽ cắt phần đai dài hơn 100cm một chút xíu. Mình sẽ cắt đôi miếng vải có chiều dài là 55cm rồi sẽ may hai cái mảnh này lại với nhau thành một cái đai áo có chiều dài như mình mong muốn. Sau đó mình sẽ dùng kim cố định và may tất cả các mép của đai áo lại.
Sau đó mình sẽ khăn giữa mạnh vào đai áo và đính ngực áo vào đai áo sao cho hai mạnh vải ngực áo ấy, nó sẽ đối xứng với nhau qua cái điểm chính giữa đó. Và may nó lại là xong rồi. Mình cũng chỉ xong cho các bạn cách để làm cái áo Hunter này rồi. Mình hy vọng là các bạn thích video này và cũng có thể làm được cái áo này. Nếu mà các bạn làm được cái áo này rồi mặc đi chơi mùa hè, đi chơi biển hay gì đó thì có thể tag mình. Mình hy vọng là các bạn thích video này nhé. Nếu như mà các bạn thích nó thì hãy để cho mình một like và một subscribe, vì nó sẽ rất là giúp ích cho kênh của mình đó. Còn nếu như mà các bạn thích mình thì hãy follow mình trên Instagram của mình để thấy mình sống ảo và lừa tình như thế nào. Ok, xin chào và hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo nha. Bye.